Đây là chiếc tàu sắt Thành Chung đi từ Hậu Nghệ về Ba Hòn nha các bạn. Hiện giờ nó đang gặp sóng rất là lớn. Hiện giờ khu vực một của Ba Hòn bây giờ đang chuyển áp thấp các bạn. Gió và sóng nó quá lớn luôn. Đây là chiếc tàu chở khách từ Hậu Nghệ về. Anh ấy đang đi qua cái đoạn mà sóng quá lớn luôn các bạn. Nó phải chạy lòn từ bên trong nha. Nó chạy sát vô bờ. Bây giờ né vô bờ rồi cũng gặp sóng quá lớn. Chiếc này rất là dài. Trời ơi, quá trời ơi. Tàu sắt mà chịu cũng không nổi quá à. Quá quá nghiêng. Trời ơi nghiêng kìa. Quá sóng nó đánh dạt ngang. Sóng đánh bên hông chiếc tàu bây giờ nghiêng các bạn. Để mấy vị hành khách ở trên này là phê luôn nha. Nhức đầu luôn á. Hôm bữa mình đi từ đảo Nam Du về Super Đông khá là lớn nhưng mà đánh nghiêng là kinh khủng luôn các bạn. Như mấy cái tàu bề ngang nhỏ và chiều dài ngắn thì đi gặp sóng như thế này ra giữa biển rồi rất là vất vả các bạn, nhức đầu lắm. Bây giờ nó đang đánh lái để đi thẳng vào đất liền nha. Quá trời lên lên rồi, quá lắc rồi. Nó mà chuyển hướng không là chiếc tàu nó lắc thấy ghê không? Trời ơi. Đang từ từ chạy vô nha. Bây giờ sóng nó đánh bên hông không à. Căng thiệt chứ. Trời ơi trời. Cần phải rất là bình tĩnh các bạn. Đây là cái đoạn mà lắc mà nhìn quá ớn luôn các bạn ơi. Từ từ vô. Và đây là cao tốc đi ra Ba Hòn và Hòn Heo nha. Đang lướt trên mặt sóng. Quá đã.
Đoạn này anh ấy nước rất là dữ các bạn. Ai mà đi cao tốc mà không quen bị rung lắc nhiều, ra phía sau ngồi đỡ hơn nha. Dập quá dập luôn các bạn ơi. Đang đi về đất liền.
rồi. Oh.